Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của đội ngũ Happy Car. Và trong video ngày hôm nay, quý vị có nhận biết được đây là dòng xe gì khi em Nghĩa đang có mặt trên chiếc xe này không ạ? Một sản phẩm cũng rất là mới nhưng cũng rất là thân quen với mọi người. Đây là dòng sản phẩm Toyota Avanza thế hệ mới nhất, Avanza Premio, mới được ra mắt vào tháng 3 năm 2022. Một tính năng cực kỳ đặc biệt vừa nãy hiển thị trên gương đấy ạ. Cảm biến vượt trên gương BSM. Và trong video ngày hôm nay, nhân dịp bán chiếc xe này cho anh Luật đến từ Ba Đình, thì em có đi đăng ký, đăng kiểm. Thì trong cái video này em sẽ trải nghiệm nhanh đôi chút về dòng sản phẩm Toyota Avanza để quý khách hàng có thể tham khảo những thông tin, lựa chọn đây có phải là thời điểm hợp lý để lấy xe hay không. Và em cũng sẽ báo luôn cái chương trình khuyến mại mới nhất ở thời điểm hiện tại dành cho quý khách hàng. Đồng hành cùng với em trong video ngày hôm nay là anh Thành ạ. Chào cả nhà. Đây là không gian phía bên trong. Một chiếc xe mà với thiết kế theo xu hướng của Toyota trong 1-2 năm trở lại gần đây, đối giống như Toyota Cross này, Camry này, hay là Toyota Veloz, thì cái màn hình trung tâm lên tới 8 inch đã được đặt chính giữa của chiếc xe rồi. Một chiếc xe lăn bánh ở thị trường Hà Nội chỉ rơi vào khoảng 670 triệu thôi, nhưng chúng ta cũng được những thứ cơ bản như màn hình này, rồi đề nổ start stop này, hay là điều hòa điều khiển điện tử này, hộp số tự động vô cấp CVT này, rất tiết kiệm nhiên liệu. Về mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe Toyota Avanza thì chỉ ở mức 5,6 lít trên 100 km, nếu mà quý khách hàng đi ở ngoài đô thị, còn trong đô thị chỉ tầm khoảng 6,7 lít thôi. Động cơ 1.5. Và sau đây thì em Nghĩa cũng sẽ hỏi đôi chút anh Thành về khi mà anh sử dụng đến cái dòng sản phẩm Toyota Avanza này so với những cái dòng phân khúc như Veloz cũng là 7 chỗ này, hay là Innova này, xem là anh có những cái chia sẻ gì khi mà bước lên lái một chiếc xe với động cơ 1.5 ở tầm tiền khoảng 650 triệu thì anh Thành có thấy nó hợp lý không ạ? Chào mọi người nhá. Thì khi mà bước lên chiếc xe này, cái đầu tiên mà Thành cảm nhận được đó là khi mà mình nổ máy lên với động cơ 1.5, hiện tại thì trước đây nó làm chỉ là 1.3 thôi, và bây giờ Avanza đã lên đến 1.5 và hộp số CVT nó cùng với cả động cơ của Veloz. Thì tuy nhiên mình bước lên xe và mình đã đặt những cái bước ga đầu tiên thì mình thấy nó khá là mượt mà đấy, vì dòng là 1.5 nên mình không thể so sánh được. Về động cơ thì nó sẽ không, mình không thể so sánh được với cả Innova. Innova thì nó là 2.0, nên là chắc chắn là Innova cái động cơ của nó sẽ khỏe hơn rất nhiều. Còn đối với Veloz và Toyota Avanza Premium này thì hai dòng sản phẩm sẽ chung một động cơ là 1.5 CVT. Và nhưng tuy nhiên đó, thì với cái mà với tầm tiền lăn bánh thì Thành nghĩ là ở cái Avanza, chiếc xe Avanza này thì nó cũng đáp ứng đủ cái nhu cầu của khách hàng. Đối với khách hàng đi ví dụ như chạy dịch vụ hay là đi gia đình, nó cũng là một cái dòng xe khá là hợp lý. Đó. Anh thấy thì đi trên đường phố Hà Nội, đây là đường láng ạ, anh nghe thấy độ ồn thì anh thấy ở mức như thế nào ạ? Độ ồn thì nó thật ra là các dòng xe lăn bánh nó khoảng tầm 700 triệu 700 đến 800 triệu thì đương nhiên nó sẽ cũng có mức độ ồn nó nhất định. Đó, nhưng tuy nhiên thì độ ồn này thì mình có thể chấp nhận được. Đối với dòng xe Toyota Avanza này ở mức vừa phải đúng không? Mức vừa phải, chính xác. Một chút bài nhạc là có thể quên đi được. Đúng rồi, chính xác. Đó, đây này, các bạn đôi ngoài một chút, các bạn có thấy màn hình hiển thị của nó này rất mới mẻ. Mình cảm thấy rất bắt mắt, nhìn nó đơn giản thôi nhưng mà cũng có làm mình rất ấn tượng về cái mặt đồng hồ này. Màn hình hiển thị đa thông tin. Màn hình hiển thị đa thông tin 8 inch. Cực kỳ sắc nét. Đâu cái này đây, chỉ trước khi lên xe đấy Nghĩa đấy, mình đã bảo Nghĩa rồi. Mình thấy cụm thiết kế như này mình thấy khá hài lòng. Rất hay, rất mới mẻ. Đặc biệt ở đây quý khách hàng có thể nhìn thấy cái chế độ Mach Cool này. Ở bên xe này là xe nhập khẩu Indo, cho nên là bên Indo thì họ không sử dụng điều hòa điện tử đâu. Đối với những dòng xe kể cả Rut ngày Toyota Rut ngày xưa này, hay là Xpander thì đều có chế độ Mach Cool này. Khi mà ấn Mach Cool này nó cũng sẽ làm lạnh rất là nhanh, có những cái lượng quạt gió đưa ra trong cái khoang nội thất, khoang
khoang lái và khoang hành khách sẽ giúp cho cái không gian trở nên lạnh nhanh hơn. Đấy, đấy là những cái trải nghiệm mà anh Thành chia sẻ đối với quý vị ở trong cái khu vực đường phố. Chúng ta cùng đi đến một số những cái chương trình khuyến mại ở thời điểm hiện tại. Thì nếu mà quý khách hàng có nhu cầu lấy cái dòng xe Avanza, kể cả số sàn lẫn số tự động, thì đây là phiên bản số tự động, thì em Nghĩa đang có chương trình giảm giá trực tiếp tiền mặt lên tới 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng cho quý vị và các bạn. Ngoài ra thì xe này đã được trang bị dán phim rồi, dán phim cách nhiệt tất cả các mặt kính này, hay là trải sàn da này, đấy, trải sàn da đấy, và một chiếc camera hành trình. Vì sao em Nghĩa đặt ở trên đây? Bởi vì xe vừa dán kính nên là nó chưa được chắc lắm, nên là không dán lên trên cái mặt kính, sợ nó bị lột cái kính ra. Đây là không gian phía đằng sau, một chiếc xe 7 chỗ 7 ghế ngồi, có thể gập ngả được. Khi mà đi 5 người thì hàng ghế sau sẽ gập phẳng được luôn, để tăng cái dung tích để đồ đi hành trình dài. Theo em Nghĩa thì những cái gia đình mà trẻ này, những gia đình đông người này, mà tầm tài chính ở mức khoảng hơn 600 triệu thì cứ khách hàng có thể lựa chọn Avanza là một chiếc xe, là một người bạn đồng hành cùng với mình ở tầm tiền. Bởi vì nếu mà lựa chọn 7 chỗ thì quý khách hàng sẽ rất khó có nhiều sự lựa chọn ở trong tầm. Nếu mà 7 chỗ này vừa khỏe này, này vừa gầm cao này, vừa option nhiều này, thì những cái giá đấy như vậy thì đối với như Fortuner phiên bản tiêu chuẩn lăn bánh thì cũng phải tầm 1.2 tỷ, hay là Outlander này, hay là CRV, hay là Santa Fe này, đều ở mức giá rất là cao. Thì Toyota Avanza hay là Toyota Veloz, Xpander hay là XL7 sẽ là những cái lựa chọn mà quý khách hàng có thể cân nhắc. Sản phẩm của Toyota thì quý khách hàng sẽ yên tâm hơn, bởi vì có những cái chế độ ưu đãi về sau, về dịch vụ. Hiện tại bây giờ đang có 82 đại lý trên toàn quốc rồi, nên là những cái chế độ bảo hành ưu đãi về sau thì Toyota luôn được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ. Với mức giá sau giảm thì chiếc xe số động này chỉ còn là 578 triệu thôi, lăn bánh xong xuôi chỉ 600, khoảng 670 ở Hà Nội. Còn ở tỉnh thì quý khách hàng cứ trừ đi cho em Nghĩa khoảng 35 triệu thì chỉ khoảng là 545 triệu thôi, 645 triệu quý khách hàng sở hữu một chiếc xe 7 chỗ, có thể đi gia đình, có thể chạy kinh doanh dịch vụ, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, và sang số lại rất mượt mà nữa, bởi vì sử dụng hộp số CVT. Chân đạp của anh Thành, anh thấy đạp mạnh thốc ga thì có êm không ạ? Các lẫy số có, anh có thấy bị giật không ạ? Mình tại vì nó là hộp số CVT thì cái độ giật của nó thì chắc chắn là nó sẽ rất là ít so với hộp số có cấp, vì CVT mà. Nên là mình khi mà các bạn đạp thốc ga hay không đấy thì nó sẽ lên cho, nó sẽ lên ga rất từ từ cho các bạn. Đó, rất phù hợp với đi trong đô thị luôn. Rất phù hợp đi trong đô thị. Đó. Đây mình cũng ấn tượng luôn. Cơ tay mà mình cũng ấn tượng luôn. Mình thật ra là Veloz nó có cái Veloz nó có cái điện tử, nhưng mà mình lại thích cái kiểu cơ bắp này hơn. Đó. Mình rất vậy thì sở thích của mỗi người. Chính xác. Nhiều người thích hiện đại, nhưng nhiều người này thích vận động tay chân một chút, thích có một cái gì đấy là mà mình phải dùng lực. Nó lại ở tầm tiền này thì em Nghĩa cũng không thể đòi hỏi hơn đối với một sản phẩm 7 chỗ được. Thường thì em Nghĩa hay về quê thì cảm thấy ngồi trên chiếc xe này với tầm tiền khoảng hơn 600 triệu thì chiếc xe này khá là hợp lý, đáp ứng được những nhu cầu và những cái option dùng ở mức vừa phải, như màn hình 8 inch này, điều hòa điều khiển điện tử này, đèn start top này, hay là đặc biệt là một chiếc xe cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu khi chỉ đi hơn 5 lít thôi. 7 chỗ ngồi, không gian cho trẻ em, rồi những cái cuộc hành trình dài rất là hợp lý, tiện ích. Và đó là những chia sẻ thông tin mà em Nghĩa và bạn đồng hành là anh Thành muốn chia sẻ dành cho mọi người. Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ từ số hotline để em có thể báo giá một cách tốt nhất và hỗ trợ mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào mọi người ạ. Xin chào mọi người. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Gọi điện vào hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe Toyota.